Kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình khởi động ngày mới, điểm hẹn sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Uyên, Phong Thổ năm 2023. Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo nội dung diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Phong Thổ, Tân Uyên năm 2023. Theo đó, diễn tập khu vực phòng thủ của hai huyện đều có chung đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Diễn tập khu vực phòng thủ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, khả năng vận dụng nguyên tắc lý luận và thực tiễn của cấp ủy chính quyền địa phương trong các trạng thái quốc phòng, trình độ tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện, khả năng phối hợp hiệp đồng các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Thông qua diễn tập đánh giá kết quả huấn luyện quân sự của các lực lượng trong khu vực phòng thủ, kịp thời bổ sung phương án, quyết tâm tác chiến phòng thủ các huyện và kế hoạch của các ngành, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận thống nhất nội dung phương pháp tổ chức cuộc diễn tập, thành phần lực lượng tham gia diễn tập. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đề nghị từng thành viên ban chỉ đạo tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành công việc theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tập trung vào công tác chuẩn bị, hệ thống văn kiện chỉ đạo điều hành diễn tập, xây dựng các câu hỏi tình huống, hoàn thành đúng nội dung chương trình và thời gian quy định. Ban chỉ đạo xây dựng nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ các huyện và phân công nhiệm vụ cho các huyện nắm chắc tình hình của địa phương, phải nắm bản chất của các hội nghị thống nhất sẽ kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ và có báo cáo ban chỉ đạo và xây dựng các câu hỏi tình huống gắn với báo cáo thành viên và cơ quan ban chỉ đạo. Thời gian cụ thể các huyện sẽ tự đề xuất thống nhất thời gian đảm bảo hiệu quả các nhiệm vụ, đề nghị các huyện thường xuyên trao đổi thông tin với các cơ quan thường trực công an các huyện để chủ động. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn Lai Châu, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Do đó, lượng mưa các nơi phổ biến từ 15 đến 44mm, có nơi mưa to đến 54mm. Dự báo ngày và đêm 12 tháng 8, tỉnh Lai Châu có mưa rào rải rác, ngày nắng. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 10 đến 20mm trên 24 giờ. Từ ngày 13 tháng 8, tỉnh Lai Châu giảm mưa về diện và lượng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp độ 1. Dự báo tác động của mưa lớn, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất ở những sườn dốc và ngập úng vùng trũng thấp. Thưa quý vị và các bạn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xác định được nhiệm vụ quan trọng đó, những năm qua, xã Bản Hon, huyện Tam Đường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chú trọng phát triển các mô hình mới, đem lại năng suất hiệu quả kinh tế cho người dân. Trước kia, gia đình ông Vàng Văn Bầu, xã Bản Hon, chủ yếu sống bằng nghề trồng ngô, lúa, đời sống gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ được hỗ trợ cây giống chanh leo, kỹ thuật từ chính quyền địa phương, ông đã mạnh dạn đầu tư gần 1 hecta đất gần ven suối để trồng chanh leo. Hiện nay, chỉ sau gần 1 năm, vườn chanh leo của gia đình ông đã bắt đầu cho thu hoạch. Trồng ngô thì kết quả nó cũng coi như là không mang lại coi như là nó kết quả cao, thì coi như là chính quyền xã mới là chuyển đổi cây trồng cho tôi trồng chanh leo để coi như là mang lại hiệu quả cho gia đình tôi. Nhưng mà mong sao để coi như là đấy, bây giờ cũng đang chanh leo đang đầu mùa, mong sao làm thế nào giá cả nó ổn định cho gia đình. Ngoài mô hình trồng chanh leo, xã Bản Hon còn đẩy mạnh các chương trình chăn nuôi gia súc. Đơn cử như gia đình chị Lò Thị Phương, sau khi được nhà nước hỗ trợ nguồn vốn 50 triệu đồng cho đồng bào dân tộc năm 2020, chị đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi trâu vỗ béo. Sau đó chị chuyển sang mô hình chăn nuôi trâu sinh sản. Nên chỉ sau 3 năm, đàn trâu của gia đình chị từ 3 con mẹ đã có 3 con nghé. Và nếu hiện tại chị bán thì cũng đã đủ trả gốc ngân hàng. Gia đình tôi thì cũng được hỗ trợ bên
vốn ngân hàng chính sách xã hội của do hội nông dân hỗ trợ, và khi được nhà nước đầu tư hỗ trợ thì gia đình tôi cũng đầu tư mua, bỏ vốn thêm và mua 3 con trâu, và từ khi mua 3 con trâu thì bây giờ gia đình tôi phát triển 3 con nữa là 6 con. Và mặc dù là cũng chưa xuất bán được để có thu nhập, nhưng mà gia đình tôi cũng phần nào đã có cái nguồn vốn để mình động viên cái để phát triển kinh tế gia đình nó vững bền hơn. Có thể nói rằng, việc nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân xã Bản Hòn luôn được chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai thông qua việc đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là tiền đề để phát triển công nghiệp nông thôn, phát triển thương mại dịch vụ tại cơ sở, tiếp tục duy trì, phát triển thêm các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người dân. Thì trong năm qua thì cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi cũng tập trung quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh cái lĩnh vực phát triển kinh tế, trong đó chú trọng đến việc chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi ở trên địa bàn xã. Trong đó thì đối với cây trồng thì chúng tôi đẩy mạnh cái việc chuyển đổi những cái diện tích cây trồng kém hiệu quả sang những cây trồng có giá trị kinh tế cao, như chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng mắc ca, chanh leo. Bên cạnh đó thì về chăn nuôi thì chúng tôi cũng chuyển đổi, chỉ đạo để chuyển đổi cái việc chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, cũng như là phát triển đàn đại gia súc ở trên địa bàn. Thời gian tới, xã Bản Hòn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện các chương trình trọng điểm trong sản xuất nông lâm nghiệp, nhân rộng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung và nâng cao chất lượng, khuyến khích các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập hơn nữa cho người dân. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương để đầu tư mô hình phát triển kinh tế trồng bí xanh Nova, đồng bào dân tộc Khơ Mú ở bản Hô Ta, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên đã từng bước vượt khó phát triển kinh tế gia đình, đem lại thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, anh Hoàng Văn May đã sớm quen với những vất vả nhọc nhằn. Sau khi xây dựng gia đình, anh được bố mẹ chia cho 1 hectare đất. Dù siêng năng chăm chỉ làm việc, nhưng cái nghèo vẫn luôn đeo bám gia đình anh. Đến năm 2022, thực hiện đề án chuyển đổi cây trồng địa phương, anh đã tham quan học hỏi mô hình trồng bí xanh Nova có hiệu quả và quyết định chuyển 1 hectare đất ruộng sang trồng bí xanh Nova. Sau thời gian kiên trì với giống cây trồng mới này và tích cực áp dụng các biện pháp khoa học, kỹ thuật, đến vụ thứ hai, vườn bí xanh Nova của gia đình anh đã cho năng suất cao, giá thành đầu ra ổn định, mỗi vụ trừ hết chi phí thu về trên 70 triệu đồng. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, anh May còn tích cực vận động bà con thành lập tổ hợp tác trồng bí xanh. Đến nay đã có 5 hộ gia đình tham gia với diện tích hơn 7 hectare. Bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho các hội viên. Thôn bản chúng tôi thì trồng bí theo thời vụ, đấy, 1 năm là 2 vụ. Đấy, bây giờ hiện tại chúng tôi đang xuống giống là vụ thứ 2 của năm 23. Thì là từ cái khâu chuẩn bị lịch xuống thời vụ và cái khâu làm giống, chuẩn bị giống thì chúng tôi cũng đã thực hiện theo cái quy trình hướng dẫn kỹ thuật của công ty. Là trong quá trình làm thì chúng tôi cũng theo cái chuỗi liên kết hợp đồng với công ty Đồng Giao, Rau Quả Ngọc Linh Sơn La về cái cung ứng vật tư và thu hái sản phẩm. Thì đầu ra thì công ty đã ổn định đối với các hộ dân. Trong một sào thì chúng tôi thu về tầm khoảng 7 đến 8 tấn trong 1.000 mét đất. Có cùng thừa đất liền kề với gia đình anh May, gia đình anh Hoàng Văn Hưng cũng quyết định tham gia trồng bí xanh Nova theo chuỗi liên kết do anh May làm tổ trưởng. Sau khi được hỗ trợ hạt giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật, trong vụ vừa qua, anh đã bán cho công ty được gần 8 tấn quả. Chưa hết các khoản chi phí, gia đình anh thu về 40 triệu đồng tiền lãi. Trước thì cũng theo nghề các bố mẹ thôi, trồng lúa thôi. Thấy hiệu quả kinh tế thấp, lăn lội quanh năm cũng chỉ đủ ăn thôi, không có gì thay đổi. Nên là từ có công ty giống ở bên Mai Sơn Ngọc Linh Sơn La lên thì có chuyển đổi, nó cũng thông qua trưởng bản cũng vào tiếp cận với bà con thay đổi cây trồng.
Để ngành trồng trọt trở thành trụ đỡ của nền kinh tế nông nghiệp, chính quyền xã Phúc Khoa đã tập trung nhiều giải pháp thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chất lượng, hiệu quả, ưu tiên phát triển mô hình trồng cây trồng mới. Theo đó, đối với các cây trồng hiệu quả thấp sẽ không mở rộng diện tích, mà sẽ từng bước chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng khác như bí xanh Nova, thực hiện triển khai tại bản Hô Ta, bước đầu đã tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Khơ Mú. Đối với Phúc Khoa là một xã phát triển, kinh tế chủ lực là phát triển nông nghiệp, thì ngay từ những ngày đầu, Đảng ủy, chính quyền xã cũng đã chăn trở trong cái việc mà hướng dẫn, tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Xuất phát từ đó thì Đảng ủy, chính quyền cũng đã tổ chức cho nhân dân đi tham quan, học hỏi các cái mô hình trên địa bàn huyện cũng như là ở các huyện lân cận. Thế và qua đưa người dân đi tham quan học hỏi thì về nhân dân cũng đã có ý tưởng triển khai trồng cây bí. Thế và xã cũng đã kết nối cho nhân dân trên địa bàn, đầu tiên là thành lập tổ hợp tác, sau đó thì cũng đã mời các doanh nghiệp liên kết. Và như cây bí thì hiện nay xã cũng đã kết nối cho nhân dân tổ hợp tác bản Hô Ta liên kết với công ty rau sạch, công ty rau quả Ngọc Linh Sơn La. Thế và qua quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì đến thời điểm này xã cũng đánh giá cây bí là một trong những cây trồng khá phát triển, và nó đảm bảo các cái điều kiện. Thứ nhất là về người dân đã bắt nhịp được với khoa học kỹ thuật, cũng như là năng suất sản lượng tương đối ổn định, đã tạo được niềm tin cho người dân trên địa bàn. Với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh sản xuất đã giúp đồng bào dân tộc Khơ Mú nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian tới là cao điểm của các đối tượng sinh vật hại chính trên lúa mùa, sâu cuốn lá nhỏ, lứa 6, gây hại mạnh từ giữa đến cuối tháng 8. Sâu đục thân lứa 4 gây hại mạnh từ nửa đầu tháng 8, bệnh đạo ôn đốm sọc vi khuẩn, bệnh lùn sọc đen, chuột. Để hạn chế tối đa tác hại của sâu bệnh gây ra, đảm bảo năng suất chất lượng của lúa mùa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống sâu bệnh hại lúa mùa năm 2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn phân công cán bộ bám sát đồng ruộng điều tra, phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại chính trên lúa, xác định mật độ, phạm vi phân bố trên từng khu vực, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời hiệu quả. Riêng đối với bệnh lùn sọc đen, giám sát chặt chẽ mật độ dày lưng trắng ở khu vực các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ. Ngoài ra cần theo dõi các đối tượng khác như nhện xé, bọ xít dài, sâu keo, sâu cắn ré, bệnh khô vằn, hướng dẫn người dân tập trung chăm sóc lúa mùa, bón phân cân đối NPK để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, giảm thiểu sự lây lan của các đối tượng sâu bệnh hại, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo theo đúng nguyên tắc 4 đúng, thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng đúng quy định. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong việc kiểm tra, đánh giá tình hình sinh vật hại, tham mưu các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tăng cường công tác kiểm tra việc kinh doanh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các huyện, thành phố, khuyến cáo các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật chỉ cung ứng những loại thuốc có trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam. Cùng với đầu tư nguồn lực mở rộng diện tích cây dược liệu nhằm khai thác lợi thế điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, huyện Tam Đường đang đặc biệt ưu tiên phát triển bền vững sâm Lai Châu. Trong đó khuyến khích thu hút doanh nghiệp, hộ cá thể liên kết với người dân sở tại mở rộng vùng trồng. Hiện nay huyện Tam Đường đã phát triển được trên 5 ha đất trồng sâm Lai Châu, tập trung tại các xã Khun Há, Sang Ma, Hồ Thầu. Trong đó trồng có mái tre là 1,5 ha, trồng dưa tán rừng là 3,5 ha. Trong thời gian tới, để phát triển cây dược liệu nói chung và cây sâm nói riêng, huyện Tam Đường sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, kêu gọi, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, khuyến khích nhân dân trồng và bảo vệ thương hiệu sâm Lai Châu để cây sâm phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện Nậm Nhùn có tổng số gần 600 trẻ em được trợ cấp xã hội, trong đó có 527 trẻ thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, 68 trẻ mồ côi, khuyết tật và nhiễm HIV.
Đến nay, trẻ em trên địa bàn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước phối hợp với gia đình đảm bảo thực hiện các quyền của trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ Em năm 2016. Trong đó, quyền được bảo vệ, chăm sóc, quyền được học tập, vui chơi, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội luôn được đảm bảo. Đặc biệt, vào dịp mùng 1 tháng 6, Tết Trung Thu, Tết Nguyên đán, huyện đều có văn bản chỉ đạo các ngành đoàn thể tổ chức quan tâm, thăm, tặng quà các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để các em có những sân chơi lành mạnh, bổ ích. Thưa quý vị và các bạn, từ nhỏ bà Lý Thị Lả, dân tộc Thái ở tổ 7 phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu đã chứng kiến ông cha thể hiện những điệu múa điệu xòe dân ca Thái làm say đắm lòng người đến mê mẩn. Những làn điệu ấy cứ thế thấm sâu vào tiềm thức và trở thành niềm đam mê của bà từ lúc nào. Bà Lả chính là người giữ hồn và trao truyền nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Thái, người đã dành cả đời mình để sưu tầm, lưu giữ và truyền dạy văn hóa Thái cho các thế hệ đồng bào. Năm 2022, Chủ tịch nước đã phong tặng bà danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân ưu tú vì có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Vâng, và phóng sự này cũng đã khép lại chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Xuất thân trong gia đình người Thái trắng ở Mường So, Phong Thổ. Có mẹ, Sư Kiên nổi tiếng khắp vùng bởi hát hay, múa giỏi. Vì vậy, những điệu múa của người Thái như mạch nguồn tuôn chảy trong dòng máu của Lý Thị Lả. Ngay từ khi học vỡ lòng, học sư phạm, làm cô giáo và nghỉ hưu, bà vẫn luôn có mặt trong các đội văn nghệ. Năm 1997, từ nhu cầu của địa phương, bà Lả tập hợp các chị em người Thái trên địa bàn tham gia đội múa do bà làm đội trưởng. Dù còn thiếu thốn về trang phục, đạo cụ, âm nhạc để luyện tập, nhưng với lòng kiên trì và nhiệt huyết của các thành viên, các tiết mục múa lần lượt ra đời dưới sự biên đạo hướng dẫn tận tình của bà Lả. Từ khi nghỉ hưu, tôi tham gia vào với đội bà Lả thì tôi rất là ham mê về điệu múa, điệu hát. Bà Lả dạy nó vào lòng người lắm nên là tôi đi sinh hoạt văn nghệ này để cho vui khỏe, đi tham gia các tiết mục, tham gia các hội thi, hội cao tuổi. Từ năm 2004 đến nay, bà Lả đã thành lập được 3 đội múa gồm người cao tuổi, phụ nữ và các cháu thiếu nhi với gần 50 thành viên. Đặc biệt, bà đã sưu tầm, gian dựng, truyền dạy và tổ chức biên đạo múa cho hàng trăm lượt diễn viên quần chúng với hơn 100 bài múa khác nhau trên nền tảng 6 điệu múa xòe cổ xưa của người Thái như múa xòe, múa khăn, múa quạt, múa tính tẩu. Những đội văn nghệ của bà thường xuyên đi giao lưu, biểu diễn văn nghệ ở nhiều nơi trong cả nước. Sau khi nghỉ hưu thì chị về tổ dân phố thì tích cực tham gia các phong trào của dân phố, nhất là văn hóa văn nghệ và truyền dạy những cái điệu múa rồi điệu hát của dân tộc người Thái để duy trì cái phong tục cũng như là cái tập quán của dân tộc Thái ở trên thành phố Lai Châu. Tất cả các đội văn nghệ của tổ dân phố từ thiếu niên đến người cao tuổi là các chị đều là giúp như thế là truyền dạy và như thế là nâng đỡ các cái đội văn nghệ cũng như là của phường, cho nên đi thao diễn cũng như đi hội diễn từ thành phố rồi từ tỉnh rồi trung ương được nhiều giải cao. Sinh ra và lớn lên ở nơi được coi là cái nôi văn hóa của người Thái trắng, bà Lý Thị Lả không chỉ xây dựng và trao truyền các làn điệu múa dân tộc Thái mà còn khởi xướng thành lập câu lạc bộ gìn giữ văn hóa dân tộc Thái tại phường Đoàn Kết và đội nhạc tính tẩu. Bà đã có 23 năm cống hiến trong việc truyền dạy các làn điệu múa Thái cổ, là một trong các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Muốn truyền lại cho các cháu dân Thái, dân tộc Thái của mình để giữ lấy cái nét văn hóa của phong tục tập quán của mình. Lòng là đam mê thôi các cháu ạ, đam mê quá thì là mình sưu tầm những cái nhạc nó có ý nghĩa nói về bản sắc dân tộc Thái của mình chẳng hạn, thì là bà sưu tầm lấy những cái nhạc ấy đấy, là múa quạt, múa nón, múa khăn,
đấy. Và múa xòe Thái thì là mình phải tìm hiểu kỹ về những kỹ năng đó để mình truyền lại cho các cháu thiếu nhi bây giờ. Với những đóng góp của mình, bà là được nhận bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Năm 2022, bà vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.